Thưa bà, chúng tôi nhận được tin công an đã cho phép gia đình những người bị bắt mới đây được phép đi thăm nuôi đó. Bà có gặp ông Minh chồng của bà hay không ạ? Dạ, mới gặp ảnh ba nhốt 3 tháng 5 ngày mới gặp ảnh đang. Thưa bà, nhận thấy sức khỏe của ông Minh ra sao ạ? Dạ, anh thấy sức khỏe khiếp đổm tinh thần lắm anh Thần ơi, chỉ là ở nhà là anh con đổm lắm mà chị lại thấy anh Dạ. tinh thần mất mát hay. Sưng này, Dạ, sưng anh to cũng này, khiếp sưng luôn, rồi. mà anh cũng không dám nói gì hết cho nên. À. Dạ, cũng là sa sút nhiều lắm anh ạ. Vì tinh thần anh không còn, cái gì cho anh lo sợ. Không biết công an có bị đánh lạc, nhưng mà lo sợ quá sức con gái của ấy. Công an ông có biết là anh chịu tội lần này, là ông mà em thấy tinh thần ông quá phải. Sưng này, sưng to này, sưng như này, sưng như này. Thế thì công an họ có cho biết là chừng nào ông Minh sẽ ra tòa không ạ? Dạ không, không nghe nói gì hết, nên tạm giam nhốt miết trong đó thôi chứ không nghe nói gì hết khi nào ra tòa ấy. Thưa bà, xin được hỏi là sau khi ông nhà bị bắt đó, thì công an có còn thường xuyên tới nhà bà như lúc trước hay không? Dạ, khi lúc đó thì tới giờ thì nó đúng họ cũng ít tới mà. Lúc mà chồng tôi bị bắt thì có chỉ có 2 đứa nhỏ ở nhà thôi, tôi đang ở bệnh viện thì tôi về thì 2 đứa cháu nhỏ ở nhà khóc, quên nức nở, không có ai hết. Tôi nghĩ là do chồng tôi vô on quá, không biết tội gì mà bắt chồng tôi nhốt 3 tháng 10 ngày mới cho gặp mặt. Gia đình mình có mời luật sư cho ông Minh hay không thưa bà? Dạ, ở nhà cũng có can thiệp, chứ mà luật sư thì cũng nói vậy chứ chưa gặp được ảnh. Bà có thể kể lại việc công an bắt chồng bà như thế nào không ạ? Thì ngày đó có tới ngày 21 là ảnh mới có giấy triệu tập, công an quận triệu tập. Thì ngày 22, 23 là ngày trước ngày thứ bảy, chủ nhật là không triệu tập. Đến ngày 24 là tiếp tục triệu tập ảnh. Có đến ngày 25 thì buổi sáng tiếp tục triệu tập thì ảnh nói là ảnh hẹn là buổi chiều. 1:30 chiều là vì buổi sáng là chở vợ là tôi ra đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Thì lúc đó tôi đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa thì không có ở nhà, ở cả ngày ở tại bệnh viện, có 2 đứa con nhỏ ở nhà nó thấy. Thì anh hẹn đúng giờ là 1:30 lên tại công an phường quận. Thì từ đó có chở ảnh về lại và khám xét gia đình nhà. Cái rồi bác, từ đó bác ảnh lên đi luôn. Cũng không biết bác chồng tôi vì lý do gì hay. Cũng không có một cái giá gì để lại hay. Cũng không biết gì hay. Xin được phép hỏi bà là hoàn cảnh của bà hiện nay ra sao? Vì ông nhà là trụ cột chính thu nhập cho gia đình. Vắng mặt ông nhà chắc là gây thêm khó khăn cho gia đình lắm phải không thưa bà? Dạ, 3 đứa con, đứa lớn học lớp 11, đứa nhì nó học lớp 9, còn đứa nhỏ mới 5 tuổi. Chị ảnh là gia đình lao động chính trong gia đình mà chị ảnh đi ra, ảnh đi không có ai mà lo cho gia đình hết. Thôi thì bệnh nọn nữa không có lo được. Ảnh còn cho giò 95 tuổi mà mẹ giò 92 tuổi. Ngày nào cũng mẹ cũng khóc con ức cho con quá. Mẹ có buồn phiền đến đâu phải rụng táo hay cho nên. Thưa bà, có thể kể lại sơ qua về việc làm của ông trong nhà thờ đó trước khi bị bắt hay không ạ? Nằm trong ban hội đồng giới xứ thì nó đúng ra là họ cũng giải tỏa, ý là đưa giải tỏa tán đưa giáo dân đi xoa nhà thờ. Nhưng mà ở đây bà con, nhất là những người già không chịu, nhất thiết là phải ở gần nhà thờ để xóm lễ chịu kinh. Anh cũng nói với chính quyền, anh cũng nói với bí thư thành ủy là nãy anh nói là kêu ấy. Nó là không nỡ nào mà con xin tứng cho đó, xin có cho bà cột. Cứ kêu khẳng biết, cứ chính quyền, ảnh cua chính quyền cũng giống như một người cho. Vợ yêu ăn rồi cứ nói là giả tỏa tán đi, không cho giáo dân ở gần nhà thờ chị hay. Theo như lời bà kể thì ông nhà đâu có làm gì sai trái để mà phải bị bắt như vậy. Nó đúng ra là ảnh thì cũng nằm trong ban hội đồng giáo xứ. Thì lúc mà đi lễ tang đưa tang cho bà cụ thì lần nào là anh nói với gia đình, nói với vợ con nhà là ba đi tang thôi chứ không đưa tang qua nghĩa địa. Thì lúc đó thì chính quyền nhờ ảnh, vì ảnh đã nằm trong hội đồng giáo xứ thì chính quyền nhờ
là anh phải đi để dọn xếp giáo dân. Thì lúc đó thì qua tới nghĩa địa thì có hàng rào chắn của chính quyền, thì anh nói với bà con là dừng lại, đừng có lo ré gì cả để gia đình con quyến thương lượng với chính quyền. Thì lúc đó thì ngày đó là ngày 4 tháng 5 đó, lúc đó 8 giờ nhưng mà gia đình họ không chịu yêu cầu của chính quyền. Thế từ đó anh rời của Quan Tè và anh đi ra tại khu vực khác chứ anh không ở đó. Được biết bà có nói là còn một người con còn nhỏ lắm, vậy thì khi không thấy cha một thời gian lâu như vậy đó thì các cháu có hỏi han gì về ông nhà hay không ạ? Đau là ba đứa nhỏ vậy nhà thì đứa hai đứa nhỏ ba, mấy đứa ba lúc nào về biết nó mẹ ơi, ba lúc nào được về mẹ. Quá đau lòng được không nó. Nói lên đây để cho những người yêu công lý, yêu sự thật, thật giúp đỡ cho gia đình. Gia đình tôi quá oan ức. Chồng tôi là một người lao động chính trong gia đình từ ngày béo tới giờ. Gia đình tôi rất đau đó. Xong ai cũng sợ hay không muốn nói chuyện với tôi, không ai cũng tránh xa. Nhất là ba đứa con tao ngày đêm cứ nhớ ba khát chút hạt hành, không chịu ăn uống cứ đổ bệnh nha. Ngày nào cũng hỏi ba lúc nào về mẹ ơi. Thưa xin được cảm ơn bà.